Nhất định mình chưa yêu nên
một lần thôi, được quặn đau, được sướng bơ. Trời hôm mấy, 15 hay 18, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải hoan lên, hoan nhẹ đừng ngờ. Tôi phải hoan lên, hoan nhẹ đừng ngờ. Nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu. Nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu. Trăm lần nhất định. Nhã Thanh và Lê Trang. Nếu như quý vị vẫn còn nhớ thì Nhã Thanh của chúng ta trong cái vòng thần tượng á, thì bạn ấy hóa thân thành ca sĩ Ý Lan. Nhưng lần này thì bạn ấy đã quyết định thử sức mình với một sự hóa thân mới nữa, đó chính là ca sĩ Thái Thanh. Thái Thanh xin kính chào tất cả quý vị. Còn Mỹ Tâm sao? Chào mọi người luôn đi ạ. Một lần nữa gặp lại trước tiên là ban giám khảo cũng như ban tổ chức chương trình. Chào quý khán giả thân thương ạ. Phần hóa thân vừa rồi đã khiến cho ban giám khảo của chúng ta có rất là nhiều những nụ cười. Giám khảo Hòa Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Hồi còn nhỏ đó là mẹ anh rất thích cô Thái Thanh, là hay mở những cái băng cassette đó. Mẹ anh còn hay hát cái bài này cho anh nghe nữa, cho nên là Nhã Thanh hát thì anh cảm thấy là rất là xúc động. Cái hình dáng của cô Thái Thanh, một cái khuôn mặt và cái mái tóc như một cái bà tiên vậy đó, và rất là duyên dáng trên sân khấu. Anh cũng rất tin là cô Thái Thanh đang hiện diện ở trên sân khấu Lê Trang đó, thì mình phải giữ một cái bản lãnh của mình đó. Hiện nay thì em đang bị cuốn vào, cho nên khi hai người lại nhìn vào nhau, bắt đầu là tương tác với nhau. Lê Trang bị khoảng 2 lần là em vào bị trễ đi. Nếu mà mình đã đi trình diễn đó, thì mình phải hết sức tập trung. Nhưng mà hôm nay anh rất thích những cái động tác, cái mái tóc của em lắc nhẹ, thì cô Mỹ Tâm cổ cũng làm như vậy. Nhưng mà bây giờ giá như cái bộ đồ đó đựng Kim Tuyến anh Nam nhờ. Dạo này chị Tâm chỉ hay mặc cũng dạng đầm này đấy. Nhưng mà nó nên là màu trơn. Và nó cái vải lì á, cái vải nó không phải là vải bóng hay là vải Kim Tuyến, tại vì cái hình ảnh nó gần với Tâm hơn. Nhưng mà anh cũng rất mong hai em sẽ, nếu may mắn được bước tiếp thì sẽ tỏa sáng hơn nữa. Không biết là ý kiến của chị Cẩm Ly như thế nào ngay bây giờ, xin mời chị. Không thể nào nói gì với Nhã Thanh nữa cả. Giống quá luôn á. Đoạn đầu mà khi mà em ra hình dáng bên ngoài, tóc tai, mà đặc biệt là cái gương mặt của em á, nó cũng hao hao giống. Hát lên thì chị thiệt nha, mấy cái đoạn đầu á, chị cứ nhớ cái hình ảnh của cô Thái Thanh hát, chị cứ tưởng như đang đĩa đang hát. Giống lắm luôn. Em về em nghiên cứu sao mà rất là giống. Và ở em ngoài những cái đó, những cái em hát khi mà em gật gù á, cái gật gù nè, và những cái nhấn nhá của em, và đặc biệt cái cuối cũng để ý rất là kỹ nha. Đưa cái tay ra đó, nhẹ nhẹ mà cái tay đưa như vậy nè, quá tuyệt vời. Chị nghĩ ở đây không ai có ý kiến gì hết luôn, không thể nào có ý kiến. Em cảm ơn chị hay. Còn Mỹ Tâm á, thực sự giọng của Tâm hôm nay à, của Lê Trang hôm nay nó có vẻ bị tù, nó không thoát ra được, cho nên có những cái đoạn nó mờ, đặc biệt là kể từ lúc mà mình hát bị quên á, mất bình tĩnh tí xíu đó, là cái cô Thái Thanh này cũng cứ phải nhắc nhở một cách rất là khéo léo. Nhưng hôm nay có được những cái như là cái gương mặt Tâm hay có cái kiểu mà nhăn cái nền, là những cái đá cái đó thì rất là giống, tức là mình đã có thêm được những cái biểu cảm trên gương mặt của cái thần tượng mà mình đang hóa thân. Nhưng mà hôm nay thì để ý kỹ là giọng hát nó không được hay như cái lần đầu. Em cố chung... giảm cân quá. À, nó mệt hả? Nó mệt hả? Mới sinh con nên là em sợ, không có tự tin. Nhưng mà sau cái chương trình này là sẽ đẹp hơn. Lấy là tất cả những gì mà mình đáng lấy phải thuộc về á. Dạ, em nhờ các bạn ở chung phòng, mà nhất là em Thanh chỉ em đủ thứ. Dạ, lâu quá không có đi hát cho nên là Thanh giỏi lắm. Ok, chúc mừng tiết mục của hai đứa. Còn đối với anh Trấn Thành. Wow, wow,
Wow, nó phải tới mức độ vậy, nó đi từ cái nấc thang này lên nấc thang khác. Bây giờ mình nói trước về Mỹ Tâm đi ha, là Mỹ Tâm hôm nay thực sự ra tiến bộ rất là nhiều, từ giọng hát cho đến mọi thứ. Dĩ nhiên giống như chị Ly nói, cái âm thanh bạn phát ra, cái sắc màu của nó không có đủ vang. Mỹ Tâm là phải thanh mà vang thiệt là vang. Thì bạn phải về, cái đó là vấn đề về điều kiện sức khỏe ha. Bạn nghỉ ngơi làm sao cho cái cổ họng mình nó thoải mái nhất. Nhưng về cách hát, cách xử lý này nọ thì bạn đã bắt đầu cho mọi người cảm nhận được Mỹ Tâm trong con người bạn nhiều rồi đó. Động tác, mọi thứ. Tôi không biết sao chứ tôi vẫn thích bạn. Thật ra lâu lâu quên hát một đoạn chút xíu thì với tôi không đáng kể, là tại vì cái cách các bạn xử lý nó đáng yêu. Tôi thích bạn, thích cái cách của bạn thể hiện trên sân khấu. Khi bạn hát cái bài của Thái Thanh, bạn phải xử lý theo cách Mỹ Tâm xử lý. Đúng rồi, không có bị nhạc. Bạn bị lâu lâu cái bài Thái Thanh, bạn nghe cái âm sắc các bạn cũng bị lái qua đó, em bị lái qua đó. Không được. Khi Trang hát bài của Thái Thanh thì Trang phải xử lý theo cách mà nếu Mỹ Tâm hát bài đó, Mỹ Tâm sẽ làm vậy. Bây giờ Trang hát lại đi, không có nhấn cái nốt chốc mà hát bình thường thôi. Nên đến trăm lần nhất định. No, không có nhất. Mỹ Tâm không bao giờ nhất. Thẳng. Thẳng, mở to miệng ra, vang thẳng đàn ông hơn ơi. Nên đến trăm lần. Rộng ra đúng không? Đúng rồi. Nhất định mình chưa yêu. Đó, hiểu chưa? Nếu Mỹ Tâm hát, Mỹ Tâm sẽ hát như vậy. Đây em thấy Thanh hay quá, em nói thiệt. Không được, không có được rồi. Đang đi thi mà. Em cứ nhìn, em nhìn diễn là em không có nhớ lời luôn. Bà đi thi, bà bị nhiễm người ta. Nhớ nha, nó phải như vậy. Còn Thái Thanh thì nói thật sự, bạn Nhã Thanh hôm nay bạn làm cho tôi nó sống lại cả một vùng trời ký ức. Ôi bạn ra từ cái động tác, bạn cái nhịp thở bạn, tôi tin là bên trong bạn, bạn tin bạn là Thái Thanh luôn á. Bạn nhập hồn tới cái mức độ mà bây giờ nhắm con mắt lại là thấy là cô Thái Thanh trên sân khấu luôn á. Nó đúng từng nốt, từng chữ. Cái cách mà bạn ngầm cái chữ cuối á. Để ngân á, đúng rồi đó. Bạn ngân bằng âm đóng á. Đó, đúng rồi. 18 y chang mà cái cách nấc cũng giống. Rồi trời hốt. Cái đó là cái hay đó, xuất sắc luôn. Hai bạn ráp lại á, cái cách mà các bạn biểu hiện trên sân khấu, nó tạo thành một tiết mục rất là dễ chịu, rất là đáng để xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tuyệt vời. Cảm ơn tất cả hai bạn. Minh Tuyết nhập thử coi. Minh Tuyết nhập nè, chị Khải Như nè. Đặt vào ban giám thị nè. Okay. Tuyết thì Tuyết thấy Như, Khải Như. Ủa lộn à, em xuống lắm, ngồi đây em thấy cái sân khấu của mình rất đẹp. Và khi mà các thí sinh đi ra, giống như là em đang thấy ở trên sân khấu của Thái Thanh và chị Mỹ Tâm thật. Em có vài lần vinh hạnh là diễn chung show với chị Tâm, thì em đứng ở cánh gà, em thấy chị Tâm á, cái cơ mặt và cả cái sự đung đưa của chị á, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà ở trong đó không, em không biết anh Thành có cảm thấy không, nhưng mà hơi đàn ông chút, hơi đó, men một tôi đã chút nói xíu rồi, men lắm. Thì cái cô này cũng có cái đó. Mà riêng em hôm nay thì em thấy là hai bạn này giống như là bị nhập hồn á, những gọi là gì nhập giai. Xuất thần. Xuất thần á hả? Và tiết mục này là tiết mục xuất thần, em thấy vậy. Một tràng hối tay cho tiết mục vừa rồi. Thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngõ tên bỗng dừng thấy hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ đây tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa. Buồn thay la la la. Buồn thay la 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 la. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta lấy nhau chứ em ơi. Đành bao phó mặc ở duyên trời, nhưng thân tâm anh trách nàng tại sao vội. Một người bước một người không đợi, thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra,
tình yêu ấy này xa càng xa, buồn thay la 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 la. Buồn thay la la la. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thành niên hòa ca, vài ba đưa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa, buồn thay la 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 la. Và giờ em đã là vợ người ta, hay sống vui hơn ngày qua, nhạc tung tắt thành niên rời ba, còn năm sau tên nước lơ ngơ ấy là tàn lễ cưới em theo người ta. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra, buồn thay la la la, buồn thay la 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 la. Em đã vợ người ta. Và đó chính là Quang Hùng. Có vẻ như là đúng như lời ban giám khảo hồi nãy nói, cái bài đầu tiên không phải là lợi thế của anh ấy. Và lần này Quang Hùng đã hóa thân thành Phan Mạnh Quỳnh như thế nào? Xin mời ý kiến của Trấn Thành anh nha. Để nói về Phan Mạnh Quỳnh, thưa quý vị, về cá nhân tôi thì tôi cũng rất thích Phan Mạnh Quỳnh. Riêng cả cá tính, cách sống của bạn ấy, tư duy và cả âm nhạc của bạn ấy, sống rất nội tâm và cái đầu bạn cực kỳ thông minh, tình cảm và nghĩ ra những cái đề tài rất là hay. Và nghe cái bài nhạc đó, người ta biết ngay là bài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Ngay cả khi tôi nghe cái album của chị Mỹ Tâm Vol 9, tôi nghe tôi cũng biết bài nào của Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm. Tôi nói bài này hình như Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Và tôi dở ra tôi coi, đúng thiệt. Như vậy có nghĩa là người ta, cái cá tính người ta mạnh đến mức độ là người ta làm cái gì nó rõ ràng cái đó. Bạn hát cái bài này á, cơ bản là giống, nhưng mà để nói sâu hơn một tí không giống chỗ nào. Thì cái đầu tiên là cái giọng bạn bị bẹt hơn Quỳnh. Quỳnh hát nhừa nhựa, tôi gọi trong cái bài này là hát theo phong cách Túy Quyền, hơi xịn xịn chút xíu. Bạn đang hát bị tỉnh táo quá. Cái thứ hai là mặc dù Quỳnh nó ngắt chữ rất là chắc nhịp, Quỳnh là nó hát cái bài nào của nó cũng có nhịp hết trơn á, mà nhịp nó chắc lắm, nó ngắt ra không mà không bao giờ nó kéo dài. Là bạn là nốt đơn, còn Quỳnh là nốt đơn nhưng sau đó rung nhẹ một cái rồi dừng. Bạn hiểu không? Đó, cái đó rất là quan trọng. Chúc bạn đi xa hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh cũng đã từng có cơ hội để làm việc với Quỳnh khi mà anh là tổng đạo diễn của lễ trao giải âm nhạc cống hiến do Báo Thể thao Văn hóa tổ chức. Em là nỗi đau nhưng em dịu, ta là nắng chiều sắp thành bóng đêm sang còn người trông theo. Lúc mà làm việc với Quỳnh á, thì Quỳnh rất là chăm chú và anh chàng này rất là hiền, hiền khô luôn và rất là chăm chú đến rồi ngồi đợi để chạy chương trình. Và đặc biệt là trong những cái sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh á, anh thấy là trong đó nó có những cái triết lý nó rất là sâu sắc. Lúc thì lại đơn giản dễ hiểu nhưng mà lúc nó thể hiện một cái điều gì đó rất là ma mị. À, em nghĩ vậy nè anh Nam. Thật ra Quỳnh nó rất là thông minh ở chỗ là nó mượn cái lời văn dễ hiểu nhất để diễn tả một cái tư duy rất là sâu. Và anh để ý nha anh Nam, Quỳnh là một trong những nhạc sĩ trẻ mà hiện nay sử dụng câu từ rất tốt. Câu A nó nối với câu B, mà anh để cái vần nào cũng vần á, đám cưới như nó mờ xa, và không bao giờ cưỡng âm. Có nghĩa là cái dấu thanh lúc nào cũng đúng với cái nốt đó, không bao giờ cưỡng âm, là dấu quyền hát thành dấu sắc, ví dụ vậy. Không bao giờ có cưỡng âm. Biết tại sao không? Vì người nhạc sĩ mà họ biết hát thật sự giống như ca sĩ thì họ ít khi nào bị sai cái vấn đề đó lắm. Còn có nhiều nhạc sĩ họ không biết hát, họ chỉ thích cái nốt đó và họ đặt để nó đúng vào rồi. Đó. Cho nên có nhiều cái nốt, tận ví dụ như chữ chữ luyến chẳng hạn, hay là cái thành chữ luyên. Cho nên được, vì đúng họ rồi. Không biết hát cho nên họ không biết là cái nốt đó người ca sĩ sẽ phải luyến như thế nào. Cho nên cái điều đó là cái điều những người nào mà là ca sĩ và làm nhạc sĩ thì họ ít khi bị những cái lỗi như vậy. Và anh nghĩ rằng là hôm nay em đã thể hiện cái bài này thì em cũng phải hiểu một chút tính cách của Phan Mạnh Quỳnh nữa. Một người rất là hiền và sống nội tâm như anh Thành nói. Có một cái điều gì đó nó rất ma mị và triết lý. Anh nghĩ là em thể hiện những điều đó trong những cái bài hát của Phan Mạnh Quỳnh thì em sẽ hòa nhập hơn. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chị Tư Cẩm Ly, chị ngồi ghi chép cái gì quá trời vậy? Thật sự ra là em tự tin lên.
em thoải mái lên, chị thấy khán giả vỗ tay muốn chết luôn. Mà em rụt rè, mắt em tìm tìm gì ở dưới, em đâu có thả thính người ta đâu, người ta thả thính ngược lại em sợ gì. Mà đẹp trai, đâu có bụng bự như tôi mà sợ. Quỳnh á, Quỳnh hát dù có cao cách nào giống như cũng không nghe cao nha. Kiểu chứ giống hả? Cái cách hát của anh giống như xỉn rượu, anh cứ nhựa 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 nhưng mà nó mềm mại lắm em. Làm vợ người ta. Nhận xét xong là bán khảo xỉn hết luôn nha mọi người ơi. Mấy mốt mà đi hát bài này là phải nhờ nhờ nhờ. Say đó là say tình, đó là say cái bài hát của bạn. Đó, một tràng pháo tay nữa cho Quang Hùng. Chúc mừng bạn. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua từ đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi. Trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say xin trôi từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Nãy khóc quá khóc. Hy vọng rằng bài này Lá Thư cuối cùng sẽ khép lại giai đoạn khóc này. Thái ơi, có phải là Thái rất là ít đứng trên sân khấu không? Thậm chí em còn chưa đi hát đám cưới bao giờ. Lần này là lần thứ mấy đứng trên sân khấu hả? Lần đầu tiên luôn ạ. Lần đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho bạn đi ạ. Nhưng mà mình xin hỏi cái là bạn đi thi cuộc thi này là do bạn muốn tham gia cuộc thi rồi có ai ủng hộ hay không? Có ai ép không? Ép thì không có ai ép ạ. Bởi vì là ở quê thì cái công việc chính của em thì là làm kinh tế nông nghiệp và cũng là lao động chính của gia đình, cho nên là khi mà bỏ thời gian và
công sức để đi tham gia một cuộc thi thì là nói chung về gia đình thì cũng không muốn cho em đi tham gia. Bởi vì là ở quê mà công việc chính là lao động chân tay thì gia đình muốn là ở nhà để làm việc thì nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là mọi người không tin rằng là em có cái khả năng đi ca hát được. Vậy thì bây giờ anh về anh nói gia đình anh là họ hiểu sai rồi đó. Thật sự ra mà nói thì anh cũng có khả năng chứ mới là không. Cái vấn đề hiện nay rất lớn ở anh đó là sự tự tin mà thôi. Hát cũng hay đấy, chỉ có cái là anh thiếu những sự xử lý nha, thiếu cái chuyên nghiệp của mình và thiếu cái tự tin. Uổng nhiều khi không đang hát ở nhà gạo tiền con vợ nó kêu quá có trời, người cản nữa. Người cản anh ơi, về điện nước anh ơi, điện tăng nhà tăng. Anh ơi, em nghĩ là để giải quyết vấn đề tự tin cho anh Thái thì anh hãy lấy cái sự tự tin nhất của anh hàng ngày á, lúc mà mình trong bưởi bưởi à, trong bưởi anh hát như hái bưởi cho em. Hát quá lần bậy 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 bậy. Hai bữa lúc đó mệt lắm em, hai nắng nóng, hai giống như là lúc thu tiền bưởi. thu tiền. Hát như thu tiền bưởi cho em là tự tin liền. Không, mà đứng cạnh anh này thấy dễ thương lắm, nhìn anh hiền, anh tự tin lên. Bây giờ mà muốn anh phấn chấn lên là Khả Như, em chuyển liền vô tài khoản gia đình anh 10 triệu đồng. Phấn chấn anh hát thiệt là vui liền nha Như nha em. Trời ơi, cái chuyện đó đâu có ai làm hay hơn em ngoài Trấn Thành đâu. Cảm ơn em Trấn Thành rất nhiều. Dạ, tiếp tục ạ, anh Hồ Nhật Nam, mời anh. Anh Quang Thái, anh đã có gia đình chưa? Thưa anh là em đã có gia đình và có hai cháu ạ. Hai anh cháu. Anh nghe hả anh Nam, vợ bây con ta réo nhà kìa. Đó. Bởi vì sao mà tôi hỏi cái điều đó? Vì tôi đang hình dung ra là ở một cái không gian nào đó trong cái khu vườn nhà của mình hay là trên cánh đồng gì đó mà anh cất cái tiếng hát rất là ngọt ngào như vậy lên đó, thì nó rất là lãng mạn. Và tôi nghĩ chắc đó cũng là một lý do mà anh cưa được bà xã, phải không? Anh làm em nhớ đến cảnh tượng là nhưng em nào hay hái bưởi đó, cho em nhiều quá. Thật ra là cái sự hiện diện của anh với chương trình và cái sân khấu hôm nay á, nó khẳng định thêm rằng là mọi người ai cũng có quyền để thể hiện cái khát khao và cái đam mê ca hát của mình cả. Và thực sự là khi nói đến cái nghề nghiệp của anh á, và nói là anh chưa bao giờ bước lên sân khấu chuyên nghiệp mà để trình diễn như được vừa rồi, thì bản thân Nam ngồi xem như này cảm thấy rất là tự hào về anh. Cảm ơn anh. Không biết là cái dòng sau có được nói không? Nói gì với gia đình nhà cái? Em đã dành 6 năm, em gần như là tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Em mua một cái khu đất ở trong một cái khu nó rất là xa với lại khu dân cư. Thì là em có làm xây dựng một cái mô hình kinh tế trang trại. Cái công việc của em thì sau 5-6 năm thì là nó sẽ một cái mô hình nó sẽ cho cái thu nhập ổn định, để là vợ ở nhà có thể là không phải vất vả để lo cho các con. Thế để em yên tâm, bởi vì em rất là thích ca hát từ những cái năm mà em còn chưa lên 10 tuổi. Thì kể cả như là ở nhà em là ngày xưa bố mẹ em cũng biết là em học hành không được đến đâu, bởi vì cũng chỉ vì thích ca với hát thôi. Thế cho nên là cái khoảng thời gian mà 6 năm thì là nó cũng không phải là ngắn. Thì là bây giờ hiện tại bây giờ em đã được đứng trên sân khấu của chương trình, thì là dù được đi tiếp hay không đi tiếp thì em cũng rất là thoải mái thôi. Em muốn có cái dịp cọ sát, em học hỏi từ ban giám khảo, từ các bạn thí sinh. Và qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ với lại là người thân, gia đình của em là thực ra thì cũng là hãy cho em sống với cái đam mê của mình thôi. Ok. Sâu làm chi anh ơi anh hờ
tôi chẳng lỗ chi. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em, tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới giang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quên, tôi đã quên rồi anh. Tôi khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa cẩm ngọc ngà luôn vây quanh. Xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không mẹ trách đời hay dần đời luôn đổi thay. Và đây là Hoài Lê và Thiến Nhân. Hơi bất ngờ đó con. Sao hôm nay bà Đặt mang đi guốc cao dữ thần vậy trời? Người ta lớn rồi chị. Hôm nay hơi lạ. Thứ nhất là mang đi guốc cao quá. Thứ hai là hôm nay ai làm cái đầu nhìn ngộ quá. Nhưng mà làm cho cái mặt ốm với làm xinh quá. Cái hồi nãy cô Tuyết quay qua hỏi, trời ơi sao hôm nay nó lớn dữ vậy Tư? Hôm nay làm giống như là thiếu nữ vậy đó. Chứ mới hôm qua đây thấy còn nít muốn chết luôn. Còn dành... trà sữa uống đây mà. Ủa bạn này trên 18 chưa? Chưa. Dạ thưa chú Thành là con năm nay con 17 tuổi. Quá trời con rồi. 17 có trời tuổi. Vậy là đúng rồi. 17 tuổi mà người ta là quán quân cặp đôi vàng mùa đầu tiên đó anh. Trời ừ. Đất ơi quá 17 trời. Rồi đó hả? Con cứ nhớ 15 tuổi hoài à. Chắc có lẽ cái hình ảnh ngày xưa lúc mới có 14, 15 tuổi nó quen rồi. Bây giờ cứ nhìn nó cứ tưởng nó 15 tuổi hoài cho nên không có cho nó lớn. Trời ơi, em ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà em biểu diễn với anh Hoài Lê? Dạ thưa chị là lúc đầu em cảm thấy hơi ngại. Hơi ngại hả? Ủa sao em bị ngại vậy? Bởi vì là hát về tình cảm của mấy anh chị lớn lớn á, nên là em hơi ngại. Với lại lúc đầu mà anh Lê kiểu như nắm tay em muốn rút lại không để cho anh nắm. Người ta mới 17 tuổi. Anh em tuổi cũng sai tròn tròn. Em hơi hồi hộp nhưng mà em đã biểu diễn rất ngọt ngào. Và cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho Hoài Lê. Dễ thương quá, 17 tuổi. Xinh quá. Chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này à? Hôm nay sao vậy Lê? Có gì không chia sẻ trước đi. Mấy bữa nay em bệnh quá. Đi chích mấy ngày nay mà thấy người nó cứ đuối. Hèn chi. Mà bị gì bệnh? Bị bệnh gì chứ mà bị gì bệnh là sao? Không, bị cái gì mà bệnh có nghĩa là ăn cái ăn gì? Ăn nhiều quá. À tức là ý anh hỏi là trúng thật hay là đẩy đồ ăn đồ vô. Không thành không hỏi câu đó là tôi hiểu rồi. Bị ho rồi đi chích kháng sinh. Trời đấy. Đất ơi cái tướng vậy mà trái gió trở trời cái bệnh liền vậy đó hả? Yêu nhớt anh. Yêu nhớt à. Yêu nhớt à. Yêu nhớt. Tiếc lắm. Bữa nay nó không hay thì không đúng, nó hay thì nó trật.
thiếu thiếu. Nó cứ thiếu thiếu sao? Đường rầy xe lửa nó bị cọt kẹt, thấy không? Kêu mà nhớt nó bôi không đủ á. Cái chạy kẹt, nó bị vậy đó. Nó không có trơn. Không phải, kẹt kẹt mà nói gì nè, máy bay đang bay mà đúng là phải bay độ cao này. Em nó chưa lên tới tự nhiên nó bị gì nó rớt lại xuống. Nó tuột cái nó chưa lên tới nó chưa nó rớt lại xuống. Nó gặp mây nó rớt. Áp thấp nhiệt đới. Nó gặp mây nó rớt xuống. Tại sao nãy chị hỏi em là có vấn đề gì em chia sẻ? Hôm nay á, cái cục hơi của em nó có vấn đề. Thì nhiều khi chị nghĩ nếu mà em nói đó vấn đề ho thì đúng. Có những cái chỗ, cái vị trí âm thanh của em đặt không đúng cái nốt đó. Nó bị giám đường á. Là cái gì? Nó bị dương đàm. Trời ơi. Chứ là đáng tiếc thôi. Không phải là dở hết mà nó không có được như mong đợi. Như là cái khả năng em vốn có. Cái thứ nhất là về đạo diễn sân khấu dàn dựng nè, có cái ý tưởng hay, cái cô gái này đã mất rồi, bây giờ mình hoài niệm lại, mình nhớ lại thôi. Mà cái quan trọng là vậy nè, cái bài phối nó hay quá, cái người ta nghe hát, người ta nghe cái bài nó hay, cái người ta lướt qua nó lẹ. Chứ hôm nay lựa cái bài mà nếu mà hơi khó nghe một tí, bài nào lạ lạ một tí là bạn sẽ gặp vấn đề nhiều hơn đó. Quan trọng nữa là bạn có những cái đoạn lên cao, cái đoạn ao á, bạn có được cái cách để mà phô giọng mình ra, nên nó kéo lại cảm xúc được rất là nhiều. Nhưng mà Thành vẫn giữ cái quan điểm là bạn là một trong những thí sinh mà nếu bạn tập trung thật sự thì những thí sinh khác cũng phải dè chừng đấy. Chị cũng nghĩ thêm một cái phần này để rút kinh nghiệm. Even cho những người ca sĩ chuyên nghiệp mà đi hát thường xuyên mà cứ cầm một bên là cây đàn, một bên là cái mic thì nó cũng dễ chi phối, tinh tế một chút xíu. Thì mình có thể cầm cái đàn mình rọi xong rồi có thể là để một cái trụ mà kiểu mà trụ đứng phải không? Một cái trụ đứng cái bên á mà đẹp đẹp á, để cái đàn nó lên trên cái trụ rồi bắt đầu mình hát. Thì mình rút kinh nghiệm cái điều đó để lần sau thì nó tốt hơn nhé. Hồi nãy ông cầm mà tôi tưởng ông ra khai mạc đốt đuốc khai mạc Olympic. Với lời cái này quan trọng nè Lê ơi. Hồi nãy cái đoạn ra ha, Hoài Lê quay ra mà diễn bắt đầu những cái nét của Quang Lê bắt đầu thi cưng. Còn nửa cái bài đầu nha, bị đứng profin này không à, không thấy cái gì hết trơn mà người ta coi người ta bực lắm, nhìn cái bóng cái rồi là phải quay mặt nhìn khán giả lại liền chứ không phải đứng dậy ngó cái bóng rồi đứng bài luôn rồi xong. Các anh chị nói rất là nhiều với các thí sinh ở nói các quen. Chương trình luôn, nhưng mà tụi em đều bị mắc phải tối kỵ là mình đưa cái lưng ra ngoài, thứ hai nữa đứng như vậy nè. Không, thật ra thì có thể là đây là cách biểu diễn nội tâm của bạn ca sĩ, mà nói về cái phần nội tâm thì chắc chắn phải hỏi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có thể thấy là Hoài Lê lúc cầm cái cây nến và đi tìm kiếm một cái hình bóng cũ đó, thì thực sự là cái ánh mắt của Lê cũng thuyết phục được anh và Minh Tuyết. Hai người nhìn nhau cười và nói với nhau rằng là ôi cái dáng quá giống đi, cưng dễ thương giống Quang Lê, và em có năng lực diễn xuất chứ không phải là không. Và đó cũng là lý do mà để nhạc sĩ Minh Vi bố trí để dàn dựng cho em trong một cái phần mà nó có lớp lan và nó có cái cấu tứ đặc sắc trên sân khấu. Qua từng vòng thì chương trình cũng muốn dành cho thí sinh nhiều cái phần mới lạ hơn. Và thí sinh chúng ta buộc phải, không chỉ riêng Hoài Lê mà những bạn khác buộc phải làm quen, xử lý đạo cụ, xử lý với bạn diễn với mình, xử lý những cái tình tiết trên sân khấu. Chẳng hạn như là lúc mà em cầm cái nến và em cầm cái mic, em bị mất đi cái động tác tay của anh Quang Lê đúng không? Nhưng cái nghiến của em đâu rồi? Cho nên là cũng không tạo được cái phần nhìn nó hấp dẫn. Đạo diễn hoặc chương trình cho mình đạo cụ gì hoặc phục trang gì thì mình phải tìm cách mình xử lý. Em cứ hát một mình như vậy và không có những cái yếu tố gì khác trợ diễn cho em thì em cứ một màu từ đầu đến cuối, em hiểu không? Bản lĩnh hơn và mình tinh tế hơn một chút xíu. Mặc dù tình cảm và cách diễn xuất với Thiện Nhân thì anh thấy có, nhưng mà nó vẫn chưa đủ đã lắm. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Ôi nỗi
mù khơi, gió về xôn xao, trái tim đã lạc lối về bên nhau. Anh chờ em giữa lặng câm, nghe bao tố tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn hay nhớ quá đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan, đêm cô đơn ta tìm nhau giữa lúc giông tố, cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Có em trong đời với anh nơi ấy. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Hay quá. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm xóa tan, đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa lúc sông tố, cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ngấm xóa tan, đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa dòng thơ, cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Chúc mừng Lâm Trần Thuận và Văn Phong. Hai chàng trai này là những hiện tượng hiếm hoi hiện nay. Tôi thấy là các bạn giọng hát đẹp, phong cách chuyên nghiệp,
nam tính, đỉnh đạt, tự tin. Và vòng chung kết của chương trình này cần hai bạn. Wow. Hơn cả một lời hứa hẹn anh Nghĩa. Nó là lời khẳng định rồi. Hay quá. Ai cũng hứa hết trơn vậy. Tôi chọn hay bất quá. Chấp. Vậy thì còn chị Cẩm Ly, chị thấy phần kết hợp của hai chàng trai này thế nào ạ? Phấn khích, chị phấn khích rất nhiều. Chị phải nói rằng giọng của hai đứa thì quá là đẹp rồi. Không có còn bàn cãi gì điều đó hết. Ở Thuận á, từ xưa giờ chị đã nhận xét em cái giọng em rất là tinh tế. Nhưng mà tại vì nó chưa đúng cái bài của em thôi. Cái chất giọng của em mà nó đúng với cái môi trường mà thả em vào là em mặc sức tung tăng. Em hát rất là thoải mái, không ai, không có đoạn nào làm khó em được. Và cái phong cách của Hà Anh Tuấn nó rất là từ từ, thoải mái, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Thì trái lại ở bên đây Tuấn Hưng rất là bốc lửa, rất là mãnh liệt. Hai cái thái cực nó khác nhau, khi nó hòa lại cái bài này thì rất là hay. Bên Hà Anh Tuấn em có những cái nốt thả rất là giống. Những cái từ mà em thả xuống một từ nó rất là giống, rất giống. Còn bên Tuấn Hưng hả, bên Phong hả, con hát mấy cái chữ mà khi mà con nghiền cái chữ là mà đừng đi là y chang luôn, hoặc là con đường ta tìm nhau, những cái đó, những cái đặc trưng. Giọng đã hay, phong cách tốt mà đã vậy có những cái điểm nhấn rất là đặc sắc và sự hòa quyện của hai đứa nữa. Cảm thấy rất là phấn khích, chúc mừng hai đứa. Anh thấy lúc từng bạn đi ra ha, giống như các bạn đang dọn cổ á, mỗi bạn dọn một chút, nhưng mà anh cảm thấy là nó rất là vừa vặn. Ví dụ như là Lâm Trần Thuận ra trước, em hát trước là đã thấy khai vị hơi ngon rồi. Sau đó là đến Văn Phong vào, anh cảm thấy nó cũng rất là đã. Rồi sau đó lại chuyển sang một bài khác, hết bài này rồi chuyển sang bài khác, lại cảm thấy giống như là đầu bếp đang dọn lên một món thượng hạng tiếp theo. Nhưng mà mỗi món với liều lượng rất vừa phải. Và thật sự là cái mashup nó rất là khó hát. Anh thấy là các em hát á, các em phải rất là tập trung, nếu không nó sẽ bị sai nhịp chỗ này kia ngay. Nhưng mà anh thấy là câu này đuổi đến câu kia, nó cứ tiếp nối nhau, rất là đã và nghe rất là hay. Văn Phong thì hôm nay diễn xuất á, là anh thấy không có gì để phải bàn cãi. Còn về Lâm Trần Thuận đó, em đã có giọng ca hay rồi. Đoạn đầu cho đến gần cuối, mọi thứ rất là quý ông, rất là lịch lãm. Tuy nhiên anh vẫn ước muốn lúc cái đoạn mà lên tông á, cao trào thì thường Hà Anh Tuấn á, phải có một sự bộc phát về mặt cảm xúc. Tức là cái hình thể của Hà Anh Tuấn á, là lúc đó không phải như cái đoạn trước đó nữa. Hà Anh Tuấn bước qua bên này, bước qua bên kia, trụ chân này và ngã về bên này, hoặc là ngã về phía sau, hoặc ngã về phía trước. Mọi thứ nó đều rất là nghệ, nó có cái gì đó rất là jazzy trong đó. Thì em nghiên cứu thêm. Dạ. Có thể đưa cánh tay quý vị thật cao lên và hát cùng Tuấn Hưng ca khúc này được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh không. Vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời. Mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.
của nam ca nhạc sĩ khác biệt, bài hát được mang tên Tìm Lại Bầu Trời. Anh cứ cố gắng, tại sao vẫn cứ xa vời? Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh đưa về. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn ai điên, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà anh khi chưa quen em thấy anh vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý vị đưa cái tiếng vi thật cao. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Một tràng hô tay cho Quang Anh. Này nó nghe này bạn ạ, bạn gặp một cái vấn đề cực kỳ lớn, rất là lớn. Vấn đề này rất là nghiêm trọng, đó là càng ngày bạn hát càng hay. Trời đất ơi anh ơi, gì ngang ngược vậy? Vấn đề lớn luôn hả? Rất là lớn. Từng vòng bạn từng tiến bộ và tôi càng ngày càng thích bạn nhiều hơn. Cá tính bạn cũng thú vị và bạn hát cũng hay. Và bạn càng hát càng tình cảm. Cái độ tình trong bài hát bạn có, cái đó khó lắm. Bắt chước người ta mà còn tình được như cái người ca sĩ gốc là rất khó. Và hôm nay bạn thể hiện rất là sâu lắng cái bài này. Nhất là cái đoạn cuối bạn knock out rất tốt, rất là tình cảm mà người ta nghe người ta có thể xúc động được. Đó là thành công. Một tràng hô tay, cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Dạ, xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay thì tốt hơn tuần trước rất nhiều. Cái lỗi mà không có kiểm soát được cái khi mình đã, hôm nay đã làm được, đã làm chủ được cái giọng hát của mình, hát những cái đoạn cao. Nhưng mà Ly vẫn thích Quang Anh hát ở những cái lúc mà nhạc chậm á, thì nó rõ cái âm của Tuấn Hưng nhiều hơn là những cái đoạn nhanh là mình dễ bị lướt qua, nó không có nghe rõ được. Ở Quang Anh Ly muốn, tức là bây giờ giọng hát của mình đã tốt, mình đã kiểm soát được, thì bây giờ ở đây cái hình thể chưa thích lắm nha. Đúng. Nó chưa có lãng tử và nó thoải mái như Hưng, tức là hơi bị gò. Đặc biệt mình nhìn kỹ là ở cái phần chân của mình, nó cứ gầy chúm chím mà nó cứ không được thoải mái. Hưng là rất thoải mái. Cái đó là cái thứ nhất về cái phong cách. Cái thứ hai nữa, cái gương mặt Hưng rất là thoải mái và cái mặt hát rất là feeling, rất là lãng tử, rất là bất cần luôn. Còn ở đây mình bị còn nghiêm quá, mình đang cố gắng. Thì Quang Anh còn thiếu hai cái đó. Bây giờ mình ổn định được giọng hát, mình cố gắng nếu vào vòng trong kỹ hơn, hình thể giải phóng thoải mái. Chân thành cảm ơn chị.
chờ nhau nữa nhé em, để tình yêu đó thêm một chút mơ mộng. Đừng tìm nhau nữa nhé em, để ta được thấy vẫn còn nhớ em nhiều. Đời ta phiêu lãng đã lâu, và nhìn tình yêu như là những mây trời nhẹ nhàng bay theo cánh chim, rồi tan thành khói như một giấc mơ qua. Yêu em, ta đã quên ngày tháng trôi mau. Yêu em, ta đã quên ngày tháng đi hoang, và khi em cách xa lòng ta ấm u như cây đã tàn lá đã khô. Còn buồn chi nữa hỡi em, tình yêu đôi ta nay đã hết thật rồi. Ngàn đời in trong giấc mơ, để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Giọt lệ còn vương mắt em, làm cho ta những tội lỗi tên nhiều. Dù em có mãi trách than, ta xin từ nay đành cái xa. Đời in trong giấc mơ, để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Giọt lệ còn vương mắt em, làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Dù em có mãi trách tha, ta xin từ nay đành cất. Xin chúc mừng phần thể hiện của Vũ Phương với ca khúc Quên Đi Tình Yêu Cũ, một sáng tác của ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của 100 khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời ca sĩ Phù Vàng Nam Hương. Xin chào bạn Vũ Phương. Hôm nay bạn có một cái tiết mục. Hương nghĩ đây không phải là một tiết mục mà bạn đang đi thi, mà là bạn đang trình diễn cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Từ hòa âm phối khí ban nhạc cho tới giọng hát của bạn làm cho Hương rất là thích thú và rất là cảm xúc với ca khúc này. Những cái đoạn cao không có bị chói tai và nghe rất là dễ chịu. Cảm ơn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ,
Em mời anh Chí Tài. Anh thì ngược lại, có những cái nó thấp, tại vì do không phải là cái giọng em đâu, mà do cái cách cầm cái microphone, cái micro của em. Em để sao, thành ra có thể trên đó em nghe rõ, nhưng mà dưới này thì anh nghe không rõ lắm. Có mấy chỗ em lại để nó quá xa, thí dụ như lần đầu em hát và xin từ đây đành cách xa người, em để cho người nó bị mất lẹ quá. Anh vẫn thích giọng hát của em, tiếng hát giọng tenor mà hát giọng bolero nghe vẫn mùi nha. Anh chúc mừng em. Em cảm ơn anh Tài. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài, xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Vào được đến vòng này, Vũ Phương cũng đã chứng tỏ cái bản lĩnh cũng như cái tài năng của mình. Tôi nghĩ là cái tiềm năng của bạn hơn thế nhiều. Bạn có rất nhiều tài năng, bạn có một cái tâm tốt, bạn có cái ý chí lúc nào cũng muốn hơn chính mình. Vậy thì tôi chỉ xin nhắc nhở bạn, đừng bỏ phí những cái tài năng mà tạo hóa đã ban cho bạn. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Em cảm ơn Đức Huy ạ. Luôn mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài. Có chuyện cũng thế, có nói cũng thôi, thôi không yêu nữa, lênh quanh làm chi em ơi. Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây bây giờ bùng bay, ở thì xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đau, không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi, khi yêu đừng nên dối trá chớ. Đã hết yêu nhau thôi không còn mong chờ, nhớ làm chi, xin đừng đến. Đã biết bao lâu em luôn lừa dối anh, thế mà sao em còn vu vơ nhiều. Đã biết đã thế có trôi cũng thôi, không yêu nhau nữa bên nhau làm chi em ơi. Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây với sao vụt bay, ở tình xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, chỉ tay người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Thôi không còn mong chờ, nhớ làm chi, xin đừng đến. Đã biết bao lâu em luôn lừa dối anh, nếu còn yêu đâu cần vu vơ nhiều. Có trôi cũng thế, có nói cũng thôi, không yêu nhau nữa bên nhau làm chi em ơi. Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây bây giờ buồn bay, anh thì xưa đã chết, đã hết rồi tin yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, chỉ tay người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ. Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây mới sẽ vụt bay, anh thật sự đã chết, đã hết rồi tin yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, chỉ tay người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ. Thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây bây giờ vượt bay, tôi thì xưa đã chết, đã hết rồi em ơi. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, đi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Em về đi, thôi rồi không còn chi. 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 Về đi, thôi rồi không còn chi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tiết mục top ca của các thí sinh với ca khúc Đừng Lừa Dối. Có thể nói là sân khấu của chúng ta bừng sáng với sự tham gia của 8 hot boy. Và trước hết, để cho các bạn của chúng ta sẽ có ít thời gian giới thiệu về mình, tên của các bạn cũng như một số thông tin nha. Xin mời thí sinh đầu tiên. Em tên là Đoàn Tuấn Anh, đến từ Hà Nội, năm nay em 25 tuổi. Em xin giới thiệu, em là Tính Phong, hiện đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Em xin chào ban giám khảo và tất cả mọi người. Em tên là Cao Mạnh Thắng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Tạ Đình Nguyên, em lớn lên và sinh ra ở Hà Nội. Tôi là Bảo Đinh và hiện tại tôi đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Mình tên là Đỗ Quốc Việt, mình hiện tại ở sinh sống thành phố Hồ Chí Minh, mình là quê Tiền Giang. Xin chào ba vị ban giám khảo và tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay ạ. Em tên là Phạm Ngọc Thạch, em đến từ Bến Tre và hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào ba vị giám khảo và toàn thể quý vị có mặt trong hôm nay. Em tên là Nguyễn Duy, em đến từ Cà Mau ạ. Như vậy là 8 thí sinh của chúng ta đã hoàn thành phần hát nối của mình với ca khúc Đừng Lừa Dối, cũng như giới thiệu về thông tin bản thân. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Dĩ nhiên rồi, với một dàn trai đẹp như thế này thì người sẽ bắt đầu nhận xét không ai khác sẽ là nữ ca sĩ Phương Vi. Xin mời. Đây là bài tủ của Vi, cho nên là vừa nghe là cái nhạc dạo thôi là Vi đã thấy rất là hứng rồi. Tại vì cái bài này hồi xưa cái người dạy cho Vi hát á, là thà chú Chu Minh Ký cũng là người viết lời cho cái bài hát này, cho nên là Vi rành bài này dữ lắm. Cho nên là cho xin phép nhận xét nha. Vi xin phép nói về phần trình diễn của bạn Đoàn Tuấn Anh. Bạn là người mở đầu cho cái bài hát này, thấy chắc chắn là cũng khá là rung đúng không ạ? Cho nên là cái phần chữ của mình á, mình hát chưa được rõ lắm, nhưng mà mở đầu cái bài hát như vậy thì Vi nghĩ cũng đã rất là tốt rồi. Dạ. Còn bạn Tín Phong, cái bài này thì nó thường thì Vi xem cái phần trình diễn bài này thì lúc nào mọi người cũng rất là không có nghiêm túc giống như là bạn Tín Phong đâu. Nhưng mà nói như vậy thôi không có nghĩa là chê, tại vì trong cái sự nghiêm túc của bạn á, Vi có thể thấy được là nó tạo ra cái bài hát này một cái cảm giác rất là khác. Bạn Cao Mạnh Thắng thì phải nói là Vi rất là thích cực kỳ. Tại vì khi mà bạn diễn ở trên đó, dù chỉ là một cái khoảnh nhỏ thôi, nhưng mà bạn có một cái sự kết hợp giữa hát với lại cả biểu diễn cái thể hình của mình trong cái bài hát này, cho nên nó tạo ra cái sự thấn thú rất là đã ở trong cái bài hát này. Đặc biệt nữa là cái cách feel, cái cách bạn nhấn chữ, cái cách bạn đổi nhịp trong cái bài hát này, Vi rất là thích luôn. Bạn Tạ Đình Nguyên, cái cách hát của Nguyên thì nó hơi mềm so với cái bài hát này, cho nên là có lẽ là mình cần thêm những cái nhấn nhá. Dạ đúng rồi, thêm cái nhấn nhá để cho cái phần trình diễn mình nó cá tính hơn, tại vì cái bài này nó mạnh và cái tiết tấu nó cũng rất là mạnh. Henry vừa chiếu ánh sáng tới Henry là thấy bạn rất là sáng trên sân khấu rồi, và cái cách bạn biểu diễn cái hình thể của mình cũng rất thu hút khán giả. Dạ được rồi đó, Khang, mời Khang. Như vậy là tóm lại qua cái lời nhận xét thì Khang để ý là Phương Vi thích ba cái tiếp biểu diễn. Thứ nhất là phải thiên về vũ đạo một chút. Thứ hai là cái nhấn nhá, cái giọng hát nó phải mạnh, nó phải dứt khoát. Và cái thứ ba nữa là cũng phải hơi đẹp đẹp một chút, sáng sân khấu một chút thì cô ấy cũng sẽ bị thu hút. Đúng rồi, để đuổi về mà em vẫn phải ở lại. Em về đi, nhưng mà cô ấy sẽ phải nuối tiếc bởi vì đã đuổi một chàng trai rất là đẹp đúng không ạ? Thế còn đối với anh Chí Tài, anh thấy sao? Xin mời anh. Nói chung là 8 chàng trai này, bây giờ Phương Nguyên đã nói rồi, mình chỉ nói ngắn gọn thôi nha. Riêng cái cậu Bảo Đỏ này đó là thấy sáng sân khấu rồi. Còn Tính Thông hát mà có vẻ không có phiêu theo nhiều, nhưng mà anh sẽ cho điểm em cao, tại vì em nhắc mấy người đó. Đỗ Quốc Việt phải không? Dạ đúng rồi. Gương mặt ông hát cái bài này đau khổ lắm. Anh thấy ông đau khổ, có lẽ là ông bị lường gạt thiệt. Nhưng mà sau cái đau khổ là nhìn cái miệng ông thì tưởng là ông cười. Rồi anh nhường lại cho anh Đức Huy nói. Như mời anh Đức Huy, nãy giờ anh Đức Huy trầm ngâm lắm. Một tiết mục mà có 8 người cùng hát, nó làm tôi liên tưởng đến một cái đoàn tàu có 8 cái toa. Và cái áp lực mạnh nhất ở cái toa đầu tiên. Tôi thông cảm bạn Đoàn Tuấn Anh, bạn phải đếm nhịp, bạn phải vào. Và đây là một cái bài nó dựa trên toàn những nốt móc kép, nốt 16. Và muốn hát thành công cái này thì không có gì, giữ cái nhịp thật là vững. Bởi vì cái tiết tấu của bài này nó đã được dùng trong rất nhiều bài hát. Ta 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 ta. Cả 8 bạn, người thì chậm hơn chút, người thì nhanh hơn một chút. Chưa có người nào gọi là đi đồng bộ với cái nhịp của ban nhạc. Càng về sau vào phần sau bài hát thì tôi thấy là cái đoàn tàu sau này làm tốt hơn các bạn. Và tôi cũng để cái điều đó vào trong cái sự cân nhắc của tôi. Đoàn Tuấn Anh bạn hơi bị sớm, và cái giọng bạn thì tốt, ngoại hình cũng ổn. Tính Phong thì bạn có cái nhanh đấy, tức là bạn cảm thấy là cái người đi trước mình, cái nhịp nó chưa đúng, thành ra bạn đã lấy đà, bạn vào tương đối tốt hơn.
Tạ Đình Nguyên, tôi thích cái nốt 16 của bạn. Nó rõ. Bảo Đinh, tạm ổn thôi. Bạn Nhật Duy, số 8. Đây không phải là sở trường của bạn. Tại sao? Tại vì cái nhịp nó nhanh. Mình cứ bị ảo tưởng là cái này không phải của mình. Tuy nhiên tôi có lời khuyên là các bạn về cái gì mình sợ đó, cứ đối diện với nó đi. Các bạn sẽ tìm thấy thêm tự tin. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ghét này nhận tình của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muốn bức tranh. Tình ta ngày ấy có em như đêm có ngày. Những lời âu yếm nhân trên cõi đời. Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng vàng nghe sóng khơi. Ngày mưa ngày nắng sán vai câu ca tiếng cười. Có đôi giờ đây mỗi người mỗi nơi, nàng về đâu sánh đời với ai, tay trắng tôi đi tìm tương lai. Dòng nhật ký chép lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui chốn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ. Tôi cũng như qua một giấc mơ. Em à, sang bên mới, anh chúc em được yên vui và thật nhiều hạnh phúc. Mối tình này cho phép anh giữ lại riêng mình. Hãy về để già em đừng bối rối. Còn nhật ký này em xin gửi lại riêng anh. Giờ đây mỗi người mỗi nơi, nàng về đâu sánh đời với ai, tay chẳng tôi đi tìm tương lai. Đời tôi chuỗi ngày nhớ mong, nay đã thay cho ngày tan bông. Chỉ có
còn yêu tình yêu núi sông. Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Nhật ký hai đứa mình. Ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Như Quỳnh mỗi người đều đã từng thể hiện ca khúc này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một cái sự kết hợp giữa Như Quỳnh và Quang Lê trong ca khúc này qua sự thể hiện của hai bạn Tiến Huy và Phan Diễm. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Chị Minh Tuyết. Dòng trước á, Huy có cái âm sắc giống Quang Lê. Nhưng mà cái luyến lấy của Huy á, nó cứ bị gãy, nó không có ngọt ngào như Quang Lê. Vòng này thì chị cũng vẫn không thấy được cái sự tiến bộ đó ở em, Phan Diễm. Thực sự chất giọng em không giống giọng chị Như Quỳnh nhiều. Nhưng một khi á, em bắt chước cái nốt, cái chữ nào á, mà giống thì nó lại rất rất là giống. Nó giống vô cùng, Tư hả? Chính xác á, là tại vì cái chất giọng của em không giống. Nhưng cái cách mà em nhả chữ, nhả em cái phát chữ âm, thì chị thấy là em có cái độ gò. Và Quỳnh á, khi Quỳnh hát á, cái chữ nó phải tròn đầy hết cả một chữ thì em làm và nó gọn lại, nó trao chuốt, thì cái đó em có hơn là bạn Mỹ Hạnh. Tụi em cứ mỗi đứa thiếu tí xíu cái này, tí xíu cái kia, được cái này lại mất cái kia. Em hát này... mấy câu đầu của cái bài, lúc đầu em vô hát rất là giống, nhưng càng đúng về rồi, sau giống như là em trở lại bản thân của mình á. Thí dụ hát không giống phải tặng tôi cái này, đó là cái biểu cảm. Hát không giống biểu cảm cũng không có nữa. Ví dụ bạn này còn có biểu cảm chút xíu, Quang Lê đi, mặc dù không có nhiều, ở ra bạn biểu cảm, bạn đứng bạn cười không. Như Quỳnh không bao giờ đứng cười vô nghĩa. Như Quỳnh là một bầu trời diễn xuất khi hát. Bài nào chị Như Quỳnh cũng thả hồn vào cái nhân vật, rồi tưởng tượng cái này cái kia ra cho sân khấu. Không có gì đâu mà bà tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Hát là Như Quỳnh là nói chuyện nũng nịu như vậy. Lúc nào Như Quỳnh cũng nói hát tới đâu là tay chân tới đó, mặt tới đó. Em phải làm những điều đó thì ít ra là cái phần trình diễn của mình nó đỡ nhàm chán. Tôi được biết là, và tôi cũng rất là hâm mộ giám khảo Trấn Thành bởi cái khả năng mà thể hiện thần thái cũng như là bắt chước của anh. Cho nên bây giờ tôi có thể cho anh một thử thách là anh có thể hát lại ba thần tượng của mình tùy anh chọn được không? Trời dạ, mời nghệ sĩ Trấn Thành ạ. Xin mời anh lên sân khấu luôn ạ. Em mời anh. Thì đây thôi, có mặt thí sinh rồi này kia dạ. Đó, mình cũng thể hiện cái tài năng của mình chút. Ví dụ như Thành có thể làm cô Khánh Ly là một nè, chị Phương Thanh là hai, người thứ ba là làm Phi Thanh Vân. Thành ơi, khán giả yêu cầu gì kìa Thành? Chi Bu kìa. Khán giả yêu cầu gì kìa? Chi Bu hả? Chi Bu anh. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Thành ơi, em ra chính giữa sân khấu đi, đúng rồi, chính giữa luôn đó, sân khấu của em rồi. Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh? Không đâu. Giờ chỉ còn trong nỗi đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chẳng phôi phai vào. Mình anh bước đi trong mưa chiều, nhớ anh hàng cây vắng tanh, tiễn đưa anh về kỷ niệm. Con Ngọc là phải xoáy tí nữa. Người thứ hai đi, người thứ hai nhận ra là được rồi. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa lạnh dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô, cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về cành lá nhấp nhô. Khánh Ly. Cô Khánh Ly. Khánh Ly. Nhưng mà chỉ Khánh có Ly điều mà. Giống như là cái cô Khánh Ly mà qua phiên bản của Trấn Thành giống như là muốn ăn luôn cái cây đó đó. Cây. Cô Khánh Ly năm nay lớn tuổi rồi là tay phải run run như vậy. Khánh Ly mà thấy trời tinh tế quá. Thành ơi, cô Khánh Ly mà thấy em hát vậy chắc cô buồn lắm á Thành. Thì cũng có tới lúc người ta lớn tuổi chứ. Rồi tiếp theo, tiếp theo. Tình yêu Tấn Ngọc, Tấn Ngọc, Tấn Ngọc. Đang thương em. Như vậy là Tấn Ngọc rồi.
bên dòng suối mơ. Cái miệng méo thêm chút xíu. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Ý Lan đi. Ý Lan đi. Ý Lan. Ý Lan. Trời đất. Chiều thơ giữ hồn người bênh bơ. Chiều không giữ người mòn mỏi không. Chiều qua chôm em mây ướm nắng. Nắng gửi chiều nắng say. Nắng nhung chiều hơi hơi. Trời ơi. Đỡ anh Nghĩa, đỡ đỡ đỡ. Anh Nghĩa. Nghĩa Lan có đâu có xà mà sát nó dữ vậy. Trời ơi. Làm lố à. Bây giờ còn một người này nữa là đố cái gì là ai nè. Rồi làm thử xem. Mời anh. Vì anh mãi mãi là người đến sau. Yêu em trong nỗi đau. Trời ơi trời. Bà đang ngồi dưới đó. Đó là em mê anh quá anh Lan ơi. Một tràng vỗ tay cho Trấn Thành. À, vừa rồi là một cái phần hóa thân ngẫu hứng của giám khảo Trấn Thành. À, sở dĩ anh ta có những cái nhận xét nó rất là tinh tế trong từng cách hát của nhiều ca sĩ khác nhau là bởi vì cái óc quan sát của anh ta. Và Trấn Thành đã vận dụng rất tốt vào điều đó trong vai trò giám khảo của mình khi đưa ra những lời nhận xét góp ý dành cho các thí sinh. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo đã đánh giá với tiết mục của bạn Huy và Phan Diễm. Còn bây giờ thì mời các em vào trong để chuẩn bị chờ đón kết quả nha. Từ khi em không còn về quanh sân là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sâu cùng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, một lần sau cúi cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chỉ mình còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Nhìn làng mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim em chương chiêm môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sâu. Yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng làng mây trắng lờ lờ vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát giống trong kiếp về sâu. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, vút cao bay lên trốn.
đời anh vẫn mệt nhoài hát giống trong kia vé sầu. Thí sinh Nguyễn Minh Hoàng với ca khúc Hot một thời của ca sĩ Đan Trường, kiếp ve sầu, nhạc ngoại lời Việt Nguyễn Ngọc Thiện. Em có cái thái độ này rất là buồn cười. Lúc đầu em ra em hát á, mắt em giống nhìn thẳng, hát giống như đi trốn nợ vậy đó. Hát nhìn lén lén, cái bắt đầu lén lén ông ca ông ca ông ca. Càng hồi em thấy tôi với bà Minh Tiết bên đây vỗ tay, giơ tay cái bà động vô. Ê, ông Xuân lên nè, ông Xuân là cái nào, ê, hay như bên kia, tụi nó chịu à, ê. Cái bắt đầu ông Xuân lên kia chưa, ông hát ngồi kia, ông hát, cái ngó bên này, cái lâu, ông chớp mắt vậy nè, ông ngó qua bên giám khảo, coi người ta còn vui không, hết vui cái ông lo lại, cái vừa, búng gì vỗ tay cái kia, mở mắt ra, không vỗ nữa. À, quá ra là cái bạn này tâm lý trồi sụt vậy đó hả? Mà ca có vụ mà, hiếp một mí để coi bên kia còn vỗ tay không? Cái gì vậy trời? Ca là phải tự tin mình hát hay, hiểu không? Đưa ánh mắt mình tới khán giả là tự động giám khảo người ta vui, thấy không? Ca mà có vụ len lén dòm, thấy không? Thôi làm quá Thành ơi. Nói Thành anh thôi. Chia sẻ cái chuyện này á, em cũng rút kinh nghiệm cho thí sinh là bản thân mình phải tự tin vào giọng hát của mình. Nhưng đúng mà rồi. Rút kinh nghiệm của ban giám khảo nè, bớt làm mặt ngầu để cho thí sinh ta tập trung ta thi. Đâu có đâu, anh lúc nào cũng cười tươi cho tụi em thoải mái hết á. Tại vì anh biết mà anh ngồi anh căng á là tụi em lo, thấy không? Anh em đúng không? Lúc nào anh cũng nhìn anh vui lên, thoải mái lên. Hôm nay em hát bài này rất tốt luôn. Phản phất, cái từ phản phất này của chị Tư đã dùng đoạn đầu á, thì bây giờ anh thấy nó, anh dùng cái từ nó mạnh hơn phản phất một tí. À, nó bắt đầu vất vưởng. À không. Cái gì hả? Vất vưởng là thay thẳng rồi. Bắt đầu nó vấn vương hơn tí. Đó. Nó bắt đầu xa nó xôi quá vậy. Vấn vương mà nó qua vấn tới bất vưởng luôn vậy hả? Ráng sao mà hát dòng sao cho các khán giả giám khảo cảm thấy mình vồ vập họ luôn đó. Nó chứ đậm nét hơn rất nhiều. Em hát rất tốt những cái cách nhả chữ. Nhưng mà anh cần em nét hơn tí, ngậm cái chữ miết nó ra cho nó thẳng chữ ra một tí thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Trấn Thành gọi là gì? Vấn vương. Tuyết thì Tuyết dùng cái chữ là phản phất, thêm chữ S đó, có nghĩa là nhiều á. Ý là có nghĩa là nhiều cái phản phất chứ không là một cái giống như chị Ly. Có nghĩa là cái sự phản phất hồi nãy có chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ là phản phất rất là nhiều của Đan Trường trong cái giọng hát của bạn qua bài hát này. Chỉ có điều là Tuyết nói với chị Cẩm Ly á, là cái âm á, cái cách nhả chữ với cái âm của bạn á, nó là sao Tư, nãy em nói với Tư á. Em hát cụ thể chị mới nói chị dễ hơn. Chờ ngày em đến tiếng hát vuốt cao đó, chỉ còn tia nắng ấm áp. Đúng đó, cao, hiểu không? Tức là thay vì bây giờ em đang bẹt như thế này thì bây giờ em cho nó nở cái phần trên cao, cái khẩu hình của em khi em phát âm ra đó thì nó sẽ giống bên Trường hơn một tí xíu nữa. Còn của em bây giờ nó chị nói đơm na là nó hơi bẹt, trong khi em có cái âm sắc giống anh Trường. Chị nghĩ em tự tin em sẽ hát được, bởi vì khi em tự tin em hát chuẩn cái nốt sáng của anh Đan Trường. Cảm ơn các vị giám khảo đã góp ý cho thí sinh Minh Hoàng của chúng ta. Cảm ơn Minh Hoàng. Lòng đêm nhìn vần trăng mới về, nhớ chân gian hồ. Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa ra đời quay về lại, về lại.
lại nơi cuối trời làm mây thôi về đi đường chân đâu có gì tóc xanh mây mùa còn nhiều khi từ vương khuê bước về bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. Vườn trăng mới về nhớ chân san hồ ôi phù du từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ đợi người như gió không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người chén rượu cay một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay có mấy ai ra đời quay về lại hai nơi cuối trời làm mây trôi thôi về đi đường chân đâu có gì tóc xanh mây mùa có nhiều khi từ vương khuê bước về bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa có nhiều khi từ vườn khuya bước về bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm thưa quý vị, đó là Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Trấn Thành đã đứng lên rồi. Trấn Thành, em cảm thấy sao? Đây không phải phần thi, đây là phần trình diễn. Mình không nói với nhau nghe đây là chương trình ca sĩ thần tượng thì mình tưởng tượng như đây là một chương trình ca nhạc ha. Là tại vì bạn Tuấn Nguyễn hát tốt quá. Hôm nay bạn hát bè cho chị quảng cao, quảng thấp đều đẹp hết. Và hát rất tự tin, khẩu hình giống Minh Quang Dũng dễ sợ. Nãy giờ nói cái gì tiếp thu cái đó ngay lập tức ra biểu diễn thần thái. Âm nhạc tán thẳng vô mặt, hướng hết tất cả mọi thứ vào người. Và bạn làm cho tôi ngạc nhiên nhiều. Rõ ràng là lâu lâu vẫn có những cái không giống lắm. Nó vẫn phải dùng cái hơi thật của bạn để mới với được lên những cái nốt đó. Nhưng mà khi mà xuống tới giọng trầm thì bắt đầu lại giống lại. Thành thử ra là nếu như bạn vào được vòng trong, bạn luyện thêm cái khoảng vang ngay cái gần cái mũi này nè đó, thì nó hơi tù âm nhưng mà nó vẫn mạnh mẽ thì sẽ ra anh Quang Dũng nhiều hơn. Nhưng còn nói về chị Nguyệt thì tuyệt vời lắm. Âm thanh mượt mà vô cùng, cũng như một cái máy phát ra thôi. Hát hay đến mức độ đấy. Nhưng mà vấn đề như thế này, lại một lần nữa chị có một số những cái mà Trấn Thành hy vọng mà cuối cùng nó lại không diễn ra. Một trong những cái đặc biệt nhất của Khánh Ly đó là phát âm dấu hỏi. Ví dụ như là trả lại từng tin vui, trả nó có cái dấu hỏi, nó rất là ấn tượng. Thì hôm nãy chị hát chị trả rất bình thường, lướt qua nhẹ nhàng đó, trong khi đó là những cái điều mà mình chỉ cần nhấn tí thôi là người ta nghĩ ra người đó ngay. Đâu bây giờ chị hát lại cái câu đó. Không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người chén rượu cay một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Cái này giống Nguyệt hát như vậy nè, Nguyệt hát chậm rãi mới giống cô Khánh Ly. Cái này rất là giống luôn. Dạ, xin mời ý kiến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đối với Tuấn Nguyễn á, thì thật sự là anh quá thích em trong cái phần trình diễn này. Em rất là lịch lãm, sang trọng và da diết, mạnh mẽ vừa phải. Mọi thứ nó rất là vừa đủ để giống như một cái bờ vai vững chắc để cho cái giọng nữ nương lên trên đó. Còn đối với bạn Ánh Nguyệt á, thì thật sự là mình cũng nuôi cái cảm xúc từ hồi tiết mục hồi nãy và đến bây giờ. Và thật sự là có những cái ca từ của Trịnh Công Sơn thì mang đầy tính triết lý và được cộng hưởng bởi hai cái giọng hát của hai bạn. Nó có sức hòa quyện, cho nên nó càng đẩy cái cảm xúc trong tôi lên rất là nhiều. Cái câu mà về từng khi nắng ngời, về từng khi mưa bay, tự nhiên tôi là nhớ đến một cái câu thơ của Nguyễn Du mà rất đúng trong cái tình huống này, trong cái tình cảnh này. Đó là tiếng trong như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chính khúc, khi trao đôi mày. Thì thật sự là cái bài hát này, cái tâm trạng nó lên bổng xuống trầm, và nó hạnh phúc nhất và nó đau khổ nhất, nó đầy đủ cả. Như đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa mới chia sẻ và dẫn chứng là bốn câu thơ trong Kiều của Nguyễn Du nói về những cái uẩn khúc, những cái nỗi niềm trắc trở trong cái tâm trạng của mình khi mình trình bày một cái ca khúc này. Vậy xin hỏi, khi mà Ánh Nguyệt trình diễn ca khúc này á, thì Nguyệt có đặt cái tâm thế của mình vào nhân vật trong cái bài hát này hay không? Hồi giờ cũng có nhiều lần em muốn đi thi nhưng không có cơ hội. Vì sao? Cách đây khoảng 2 tháng Nguyệt vừa trải qua một ca phẫu thuật, thì bác sĩ có nói là Nguyệt phải tiếp tục một ca phẫu thuật nữa. Nguyệt rất là vui khi mà lần rồi Nguyệt phẫu thuật, Nguyệt nghĩ là Nguyệt sẽ không thức dậy được nữa. Hôm nay là Nguyệt đi không có ai hết, chỉ một mình, trong khi là ba mẹ và mọi người thương Nguyệt lắm. Nhưng Nguyệt sợ Nguyệt không làm được gì, ba mẹ buồn. Chỉ mong là một số cũng được, hoặc là một lần cũng được, để ba mẹ Nguyệt thấy Nguyệt tỏa sáng trên sân khấu. Vì ba mẹ Nguyệt rất là mong Nguyệt được tỏa sáng, nhưng Nguyệt không có cơ hội. Cũng mong là lần này nếu như mà tiếp đến lần phẫu thuật của Nguyệt không thành công nữa, đây cũng là một kỷ niệm trong chặng đường sự nghiệp âm nhạc của Nguyệt. Xin cảm ơn mọi người. Như Nguyệt nói, hôm nay Nguyệt đến đây không có ai, đó là những người thân của mình. Nhưng mà bắt đầu kể từ cái giây phút Nguyệt cất cái tiếng hát đầu tiên trên sân khấu thì Nguyệt đã có rất nhiều những người thân của mình ở bên cạnh rồi. Đó là tất cả chúng tôi ở đây và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mạnh mẽ lên nè. Và chúng ta hãy cùng mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ánh Nguyệt, đến với giọng hát này. Và chúng ta hy vọng mình sẽ còn gặp nhau ở những vòng thi tiếp theo. Một tràng vỗ tay nữa dành cho Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Cha ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay giông rêu muộn màng,
thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông, đời sao im vắng như đồng lúa gạt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhói. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ, không chờ ai. Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngầm ngùi. Xin ngủ dưới vòm cây. Chờ những dạng đông, đời sao im vắng như đồng lúa gạt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay chỉ nhớ nhỏ nhói. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ, không chờ ai. Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngầm ngùi. Xin ngủ dưới vòm cây, xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngầm ngùi. Xin ngủ. Cảm ơn guitar Huỳnh Sang. Và chúng ta vừa có những giây phút lắng động với một sáng tác của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ru ta ngậm ngùi. Không biết với tiếng hát của Ánh Nguyệt có ru được các vị giám khảo của chúng ta hay không? Chúng ta vừa nghe một bài rất hay, thật sự cực kỳ hay. Nhưng với cách xử lý của Ánh Nguyệt nhiều hơn là Khánh Ly. Tại vì Thành không có lấy thước đo giọng hát của cô Khánh Ly bây giờ và cách xử lý của cô bây giờ mà đo cho chị. Tại vì giọng chị ngay từ ban đầu Thành đã xác nhận là mình sẽ hóa thân thành giọng hát của cô Khánh Ly phiên bản khi cô còn trẻ. Và cái bài này luôn cũng vậy. Tại vì chị hát, chị thả hồn vào đó rất là nhiều, nên vô tình khi chị thả hồn á, bản thân chị cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp và đã hát lâu năm, nên cái phần hồn của chị nó quá mạnh, nên nó quyện vào trong cái bài hát đó hồi nào mình không hay. Nên lâu lâu á, chị luôn luôn bị va vấp trong cái ranh giới giữa Khánh Ly và Ánh Nguyệt, nên không bao giờ nghe trọn vẹn một bài nào để mình cảm nhận đây là Khánh Ly cả. Chị Nguyệt hiểu ý em Thành nói không? Có nghĩa là luôn luôn nó nằm ở cái ranh giới giữa Ánh Nguyệt và Khánh Ly, chị không thoát ra Ánh Nguyệt được. Cũng cảm ơn anh Trấn Thành nãy giờ góp ý. Vì đúng là bài này Nguyệt
Nếu mà nói thì thể hiện thì Nguyệt nghĩ cũng rất là khó để mà hoàn thành nó lắm. Em chỉ nghĩ là lột tả nó theo một cách tốt nhất, nhưng mà đôi khi nó là phiêu quá, nó lại đi hơi ánh Nguyệt. Dạ tí. Đúng rồi, tại vì đoạn cuối thì cũng kềm lắm mới không cầm được nước mắt. Thành biết. Cũng xin lỗi chương trình, thì đến nửa bài thì đúng ra là phải bỏ giày ra. Nhưng mà Nguyệt run quá, với lại là thực sự là cái bài này nó lúc mà hát xong rồi cứ nó cứ dây dứt, nó truyền, nó chạy chạy ở đâu trong người, nên lúc sau mà hát đến qua giáng tấu rồi mới phát hiện là mình quên tháo giày, nên em thực sự cảm xin lỗi đạo diễn rất là nhiều. Không sao, không sao. Tất cả những cái điều đó nó chỉ phục vụ cho bài hát mình nó có nhiều điều thú vị hơn để mà xem thôi. Thành không cần chị phải bắt chước 100% những gì trong một cái clip đã xảy ra đâu. Nhưng chị hãy xử lý theo cách của cô xử lý gần đây nhất, thì em nghĩ nó sẽ người ta cảm nhiều hơn và sẽ có cái để xem hơn. Em nói ví dụ như một cái điều mà một lần trước, tuần trước em có yêu cầu chị mà tuần này em cũng không thấy chị làm được, là những cái dấu hỏi của cô. Ví dụ như là xin chờ những dạng đông, đời sau im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang. Nếu chị làm được một cái chữ bỏ em thôi là em sẽ cảm thấy là nó rất là tuyệt vời cho em. Tại vì đôi khi nó không phải là cái gì hết, nhưng mà đôi khi nó là một cái điều đặc biệt tinh tế riêng của Khánh Ly mà không một ca sĩ nào trên đời này hát cái dấu hỏi vậy hết. Đôi khi nó chỉ là một cái tinh tế nhỏ nhỏ, tại vì mỗi một tuần các thí sinh đều phải tập nhiều hơn để có thể hoàn thiện hơn và có nhiều cái để khán giả xem hơn. Nếu để nói một anh Nguyệt hát thì rất tuyệt vời. Khán giả ngồi nghe chị hát họ sẽ rất yêu mến chị, thật sự là như thế. Chứ nếu đến với một cuộc thi mà để hóa thân thành thần tượng thì Thành nghĩ là chị nên nghiên cứu kỹ hơn một tí. Cảm ơn những lời nhận xét góp ý của Trấn Thành. Và xin mời giám khảo Cẩm Ly. Ly biết là giọng của Nguyệt đúng là nó có những cái âm sắc của cô Khánh Ly, mà hôm nay đặc biệt Ly rất thích những cái quãng trầm. Nó đẹp và nó ấm lắm. Chính vì cái quãng trầm mình làm quá tốt, cho nên khi mà ở cái quãng cao, tại vì thực sự là giọng của Nguyệt từ vòng đầu Ly cũng đã nói nó rất là bén, nó quá là ăn máy. Chính vì thế khi mình hát những cái đoạn cao á, tức là cô Ly cổ cũng hát bật cái âm thanh mạnh ra ngoài, nhưng nó vẫn có một cái gì đó nó rất là mềm, nó làm cho mình cảm thấy nó ấm lòng. Còn của mình nó bị bén quá, thành ra nó sắc. Phải chi chung quanh đó mình bao phủ một cái lớp gì nó sẽ mềm, cái giọng nó rền rền một tí xíu thì nó sẽ tình cảm như cái lúc mà Nguyệt hát cái quãng trầm. Cái thứ hai, những cái đuôi, những cái từ cuối cùng của Nguyệt, Nguyệt ngắt cái câu á, Nguyệt hát á, mình ngắt nó hơi bị gắt. Có thể cô Ly cổ cũng ngắt, ví dụ cổ ta 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 ra ta ra ta, ví dụ cổ ngắt ta 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 ra ta ta ta, ngắt nó gắt quá, nó không có, tức là không phải cần mình đãi cái đuôi, nhưng nó phải mềm. Và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Các vị giám khảo trước đã phân tích rất là nhiều những cái phần về trình diễn. Thì đối với riêng tôi thì tôi sẽ có những chia sẻ mà thôi. Thì để cho cái phần chia sẻ này, thì bởi vì anh Nguyệt quên cái phần tháo giày, thì bây giờ Khánh Nguyệt cứ thử tháo giày ra đi, rồi mình sẽ chia sẻ với anh Nguyệt những cái rất là cảm xúc của mình dành cho anh Nguyệt. Bởi vì sao cô Khánh Ly cổ tháo giày ra? Bởi vì cổ là nữ hoàng chân đất và cổ muốn giữ cái sự bình tĩnh. Cổ sẽ tự tin khi mà được đi đôi chân trần đó, đứng trên đất và hát hàng chục bài trong suốt một cái đêm diễn như vậy. Và thực sự hôm nay chị Ánh Nguyệt xuất hiện trong cái mái tóc này gợi nhớ cô Khánh Ly xưa, cô khi đó còn là Lệ Mai, phải không? Rồi hôm nay mặc cao dài cũng rất là xinh đẹp nữa. Khánh Ly là giống như một cái người tình của người tình trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và cái ca từ của bài này á, thực sự nó khiến mình có rất là nhiều những cái cảm xúc. Những cái động từ trong những cái câu hát á, tim lăn trên đường mòn, những cái từ lăn, rồi những cái hình ảnh nó giàu cái sức gợi lắm. Và những cái câu từ của nhạc sĩ quá sức là cao siêu và nó có đầy hình ảnh đi. Rồi những cái bài hôm trước Ánh Nguyệt có hát đó, tay măng trôi trên vùng tóc dài, đúng không? Rồi trôi trong cuộc đời, những cái động từ á, nghe nó rất là lãng mạn và thực sự nó đầy cái tính triết lý trong đó. Ánh Nguyệt biết sao, hồi trước nhà của mình là bán cà phê trong một cái con hẻm nhỏ, hàng ngày mình cũng được mở những cái băng cassette để mà phục vụ cho khách đó. Người ta đến uống cà phê và người ta nghe những cái bản Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thùy Miên, và trong đó có những cái album của Khánh Ly. Và từ hồi nhỏ mình đã nghe những cái bài như thế này, và mình vẫn còn nhớ rất rõ một cái poster có ba người: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly và em gái Trịnh Vĩnh Trinh. Cả ba người đang ở một cái trời ở ngoài trời á, và tuyết rơi, và họ mang cái áo, những cái áo lông á. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là Khánh Ly và
Trịnh Vĩnh Trinh, mắt thì đỏ hoe. Và hình như là cái poster đó được chụp trong một cái khoảnh khắc mà họ gặp nhau thực sự, chứ không phải là dàn dựng hay gì cả. Hôm nay Ánh Nguyệt đã bằng cái bài hát này đã gợi lại cho mình những cái ký ức từ thuở nhỏ. Và mình cũng thấy có một cái sự trùng hợp, không biết là đạo diễn bên chỗ anh giám đốc âm nhạc Minh Vi có cố ý hay không, nhưng mà bài trước cũng cho Ánh Nguyệt Gọi Nắng, đúng không? Gọi Nắng cho vai em gầy, Đường Xa Áo Bay. Và hôm nay thì xin chờ những rặng đông và có một cái vầng mặt trời tỏa sáng lên như vậy. Ở đằng sau Ánh Nguyệt, không biết Ánh Nguyệt có thấy hay không? Chắc là giám đốc âm nhạc cũng đã có những cái điều gửi gắm và những cái tâm tư và những cái món quà dành tặng cho Ánh Nguyệt. Anh cũng mong muốn là Ánh Nguyệt lúc nãy có thả giày ra đó để đi và mình được bình tĩnh hơn. Thì biết đâu mình sẽ feel được cái cảm giác của Khánh Ly lúc đó đó. Nhưng mà không sao, đối với anh thì nó cũng rất là đong đầy tình cảm. Dạ, cảm ơn đạo diễn Hoa Nhật Nam. Rất là nhiều những cái lời chia sẻ với tiết mục vừa rồi của Ánh Nguyệt. Và mong rằng nếu như mà Ánh Nguyệt đi tiếp vào vòng trong thì mình sẽ khắc phục được những cái điều mà mình vẫn còn thiếu sót, những cái điểm mà mình vẫn còn chưa giống lắm với cô Khánh Ly, với thần tượng của mình, để những tiết mục sau này của mình sẽ hoàn thiện hơn. Anh yêu nhất đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đàn. Anh yêu tiếng ca em đềm, khẽ hát câu dịu dàng. Cho tương lai thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, anh yêu lúc em đã. Yêu em thiết tha bao tình, mãi mãi không phải nhòa. Anh yêu nhất đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đã. Anh yêu tiếng ca em đềm, khẽ hát câu dịu dàng. Cho tương lai thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, yêu em lúc ban mai. Anh yêu thiết tha bao tình, mãi mãi không phai nhòa. Yêu em lúc em tươi cười, tuyệt vời. Thưa quý vị, đúng như chúng tôi đã giới thiệu thì Ôn Vĩnh Quang, một giọng hát làm tan chảy trái tim của người nghe. Và hôm nay thì bạn trình diễn rất là tự tin ca khúc Yêu và Mơ. Bây giờ thì cho phép chúng tôi mời 100 khán giả có mặt tại trường quay, hội đồng thẩm định cùng với ba vị giám khảo. Chúng ta sẽ bình chọn cho thí sinh, đặc biệt là khán giả chúng ta lấy điện thoại ra để thể hiện cái sự yêu mến của quý vị dành cho Ôn Vĩnh Quang nha. Thời gian bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian đã hết. Trong ba người ở đây thì có thể nói là
À, chị Ý Lan thì đã biết về bạn này rồi, anh Ngọc Sơn cũng biết rồi, chỉ có anh Đàm Vĩnh Hưng thì hình như là lần đầu anh biết về bạn này đúng không ạ? Cho Vinh Khang xin phép mời anh sẽ chia sẻ cái cảm xúc của anh trước ạ. Xin mời anh. Em là một người rất là thú vị. Vì sao biết không? Cái ngoại hình và cái giọng hát của em là hai điều sẽ làm cho người đối diện luôn luôn cảm thấy bất ngờ. Đó là lý do vì sao anh nói em là thú vị là như vậy. Em hát rất là tỉnh, không có một cái dấu hiệu cố gắng hay sự lên gân nào cả. Ngay cả những nốt cao của em lên rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, em hát tỉnh queo à. Tôi thích cái chữ ngất ngây của em kéo dài xong nối qua luôn câu sau nữa. Mà điều đó em làm 3 lần, một lần cuối cùng là nó lên đỉnh điểm luôn, là em chuyển qua tông khác nữa. Và em làm thật sự là bất ngờ. Điều thứ hai tôi khen em nữa, em bất chấp ngoại hình của mình, rất tự tin của mình, em tự tin vào giọng hát của mình để em bước tới đây, em tham gia cuộc thi này là một cái gan. Em ơi, em rất đáng yêu và rất đáng khen ngợi. Anh chúc mừng em. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của anh Sơn. Xin mời anh Sơn. Bây giờ em hát lại cái cuối ao của em đi. Thương yêu nhau mãi mãi. Thương yêu nhau mãi mãi. Giọng em dư sức để làm như chuyện đó. Phải hát cho một sự kêu gào, kêu gọi mọi người rằng hãy, tôi đang yêu mãi mãi đây. Thì em hãy bộc lộ bằng cái độ cao của em. Lần sau em cố gắng em hát mạnh hơn nữa, tại vì em dư sức bung ra nữa, đúng không? Em hãy hát nhốt lại mãi mãi, kêu như vậy, mãi mãi. Em hát lại đi. Yêu nhau mãi mãi. Đó, đúng, 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 đúng. Cái đó đây là thôi một chút thị phạm để cho em tốt hơn thôi. Như phần thi của em với ca khúc này rất là hay, rất là tuyệt vời. Chúc mừng em nha. Xin cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Ôn Vĩnh Quang ơi, cô ấy là mê Ôn Vĩnh Quang quá chừng rồi. Trong cái cách hát của em đầy đủ âm vực, đầy đủ sức mạnh. Tuy rằng là em không có bung hết cái chữ đó ra. Thật sự nếu em bung hết ra chắc có lẽ là khán phòng này người ta sẽ còn hét lên không biết là bao nhiêu nữa. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái sự yêu thương mãi mãi đậm đà trong em. Vấn đề về ngoại hình hay là về tiếng hát, tôi đã không còn mường tượng đến nữa. Tôi chỉ còn được nghe và tôi còn chỉ được nhìn thấy một hình dáng một con người với một quả tim yêu âm nhạc đã làm cho tôi nhìn thấy em đẹp trai vô cùng. Trời đầy những mây sáng, bước chân về con phố quen, bỗng nghe lòng bao nỗi sầu. Ôi thời gian đã sẽ không ai, ôi thời gian đã sẽ không ai. Đố, ô ô ô ô, ê ê ê ê. Đừng nói em nhé, để ta còn với chút buồn. Dắt tay về con phố này.
Xin chúc mừng Minh Dũng. Chúc mừng em. Phải nói một điều là hôm nay ban nhạc chơi ca khúc này hay quá đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Xin một tràng pháo tay cho ban nhạc đã. Bạn biết không, bạn hát với một mình guitar solo hay là một piano solo là chỉ có hai cái luồng năng lượng nó trao đổi thôi. Còn bây giờ khi tất cả 8-9 người cùng nhắm về một hướng, cùng một cái độ rung, cùng cái sóng đó, mà nếu mà bạn không cưỡi trên cái sóng thì bạn sẽ bị cái sóng nó vùi. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời ca sĩ Đoan Trang. Qua chương trình này, thật sự Trang cảm thấy rất là vui khi Trang được biết thêm các bạn. Các bạn rất là hay, từ nhiều ngành nghề khác nhau tới đây, và có một điểm chung là đam mê ca hát và hát rất là hay. Với Dũng thì ngay từ những vòng đầu Trang rất ấn tượng với giọng của Dũng. Và cho Trang hỏi thêm một câu hơi tò mò nữa là sở trường âm nhạc chính của Dũng là gì? Cái dòng nhạc mà em yêu thích nhất là những bài trữ tình à? Đúng, Trang cũng đoán như vậy. Bởi vì giọng hát của bạn nó rất là đầy, và cái sự dày dặn trong giọng hát của bạn, bạn có thể công phá, có thể chinh phục được tất cả những cái bản tình ca. Nhưng mà trong phần biểu diễn chọn solo này, bạn lại chọn một bài rock. Với cái bản rock này không phải là tệ, nhưng mà chưa phải thực sự là một bản rock xuất sắc. Bởi vì sao? Với rock chắc chắn bạn phải có những cái note feel, những cái phá âm, những cái gì nó phải thể hiện là rock. Dĩ nhiên không phải lúc nào mình cũng đi vào cái lối mòn là rock là phải la hét, không phải. Nhưng mà với rock bạn phải đưa ra cái tinh thần của rock. Thì vừa rồi cũng rất là tinh thần, nhưng mà cái Trang hơi tiếc là nó chưa có đã đến cái đỉnh điểm. Và dù sao đi nữa, Trang cũng đánh giá Dũng cao ở cái chỗ là chịu làm một cái điều khác biệt. Không phải đi về những cái quy củ chung là phải ra hát một cái bản tình ca để chinh phục khán giả và chinh phục giám khảo. Ngoài ra, Trang rất là thích cái tạo hình của bạn, rất là đơn giản, rất là văn minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của nghệ sĩ Chí Tài, mời anh. Giữa cái dòng nhạc này với cái dòng nhạc trữ tình nãy em nói rồi, là em muốn xác định là em thích dòng nhạc nào nhất? Dạ, từ xưa đến giờ luôn, em rất là thích dòng nhạc trữ tình. Có một cái là mỗi lần mà em giống như em trải qua một cuộc tình nào đó, em thất tình đó, em buồn thì em hay nghe rồi mình cảm thấy nó đồng điệu với cái tâm hồn của mình. Được, đây là chuẩn. I love you baby.